nghìn Channel. Chương 4097, Thủy Tổ Đối Bính Chương Nhược Trần dạo bước dưới cây nhân sâm, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, hắn nói, bổn tọa cùng các ngươi không giống nhau. Các ngươi có thể không kiêng nể gì công phạt vĩnh hằng thiên quốc. Là bởi vì các ngươi không có lo lắng về sau. Nhưng bổn tọa là thiên cung chi chủ, phụ trách cho thiên đình vũ trụ vạn giới chư thiên sinh linh. Suy nghĩ một chút lại nói, như vậy đi các ngươi đi vĩnh hằng thiên quốc thảo phạt vĩnh hằng chân tể nếu trường sinh bất tử giả ẩn trong bóng tối ra tay bổn tọa tất sẽ không khoanh tay đứng nhìn lời này của trương nhược trần tuyệt đối phát ra từ chân tâm vị trường sinh bất tử giả không biết kia ra tay hắn thật sự sẽ tham dự vào trợ giúp hồng mông hắc long cùng hắc ám tôn chủ một tay dù sao hai người này thủy tổ chi tôn là lực lượng trọng yếu kiềm chế thần giới đúng rồi còn có thi yểm, đây cũng là một biến số không biết, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn ngư ông đắc lợi. Do bổn tọa tọa chấn phía sau, mới càng thêm ổn thỏa, hồng mông hắc long vốn là đến tính kế người, há có thể bị trương nhược trần tính kế. Hắn cười lạnh, các hạ là quyết tâm không cùng chúng ta đi tới Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Hoàng Nguyệt đều là ta cố ý đưa cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Chính là vì tránh cho hai người các ngươi làm lớn, Trương Nhược Trần trong lòng nghĩ như thế nghiêm nghị nói bồn tọa vừa rồi nói không có nửa phần giả dối xin các hạ lý giải ta bên này khó xử được bất ngờ hồng mông hắc long đồng bắn ra tinh mang chói mắt thân hình bắn nhanh ra ngoài quy tắc trật tự trong không gian giữa hắn và trương nhược trần không ngừng bị phá vỡ một ngón tay đánh ra điểm về phía ngực trương nhược trần tự cổ bất kiến vương thủy tổ bất kiến thủy tổ ai cũng không phục ai ai cũng muốn tìm hiểu sâu cạn của đối phương Thời đại Thủy Tổ gặp nhau, tất nhiên long trời lở đất, khi Hồng Mông Hắc Long tiến vào Thần Mộc Viên, tinh thần khí chàng của hai người liền va chạm vào nhau. Sau khi đàm phán thất bại, Hồng Mông Hắc Long quyết đoán ra tay, nếu có thể một kích đả thương Sinh Tử Thiên Tôn, lực lượng Bài Sơn Đảo Hải sẽ nối gót tới. Thẳng đến khi Sinh Tử Thiên Tôn bị trấn áp, Thảo phạt vĩnh hằng thiên quốc là vì Hoang Nguyệt, nhưng Sinh Tử Thiên Tôn này không phải là một gốc Thủy Tổ đại dược sao? giá trị tuyệt không thấp hơn hoang nguyệt. Huống chi, trong thần cảnh thế giới của sinh tử thiên tôn, còn có một bộ thi hài tổ long, cũng là vật mà hồng mông hắc long khát vọng. Ngón tay của hồng mông hắc long hóa thành long chảo, móng vuốt cực kỳ bén nhọn, động phá thần quang phòng ngự mà trương nhược trần ngưng tụ ra. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, trương nhược trần mỗi khi lui một bước, khoảng cách một bước này liền hóa thành một mảnh thiên địa. Nhưng, hồng mông hắc long gắt gao đuổi theo đem hắn diễn hóa ra thiên địa không gian đánh nát. Cuối cùng, trực tiếp đem hơn phân nửa thần mộc viên đều hóa thành hồng mông hỗn độn chi cành. Trương Nhược Trần phát hiện phía sau đã không có mặt đất. Đã không có vật chất, chỉ còn hồng mông thần quang. Vì thế, dừng bước lại, một trưởng đánh ra, rào, ấn ký sinh tử đen trắng bộc phát trong lòng bàn tay. Chạm vào long trảo gần trong gang tắc, móng vuốt bén nhọn nhất, điểm ở trung tâm hắc bạch sinh tử ấn ký kích khởi gợn sóng vô tận, một đạo tiếp theo một đạo chữ vạn ấn ký, Từ Long chảo lòng bàn tay bay ra, triệt để đem Hắc Bạch Sinh Tử ấn ký phá hủy. Đây là ý nghĩa chân chính của Trương Nhược Trần, với lực lượng của mình, lần đầu tiên một mình đối trọi cứng với tồn tại cấp độ Thủy Tổ. Bên ngoài thần cổ sao, thời điểm hắn cùng Thiên Mỗ Liên Thủ chiến thi yểm, đối phương kiên Kỵ Đại Tôn cùng Linh Yến Tử có thể còn sống. Căn bản không có toàn lực ứng phó, về phần Long Lân cho dù có được thi hài tổ long chiến lực cũng còn ở dưới thủy tổ cho dù có thể chống đỡ thủy tổ mấy kích có thể phá vỡ áp chế của thủy tổ nhưng so với thủy tổ chân chính vẫn có tranh lệch rõ ràng trương nhược trần rất rõ ràng chỉ dựa vào hắc bạch sinh tử ấn ký tuyệt đối ngăn không được thủy tổ chân chính bởi vậy cùng hồng mông hắc long đối chạm cùng một chỗ trong nháy mắt chính là nặng nề dậm chân một cái tại hồng mông hỗn độn trong thế giới diễn hóa ra huyền hoàng nhị khí, huyền khí hướng lên trên, hóa thành huyền thiên, hoàng khí hướng xuống phía dưới, ngưng tụ thành hoàng địa, huyền thiên hoàng địa, hiền viên pháp giới, hắc bạch sinh tử ấn ký sau khi vỡ nát, hiền viên pháp giới hiện ra, đem hồng mông hắc long ngăn trở, ngay sau đó, thiên phạt thần khải xuất hiện ở trên người trương nhược trần. Huyền hoàng kích xuất hiện ở trong tay, vô tận thiên phạt lôi điện bạo bắn ra ngoài, cả người giống như lôi điện chi tổ rào rào, huyền hoàng kích giống như du long, lực cái thiên quân, lấy xu thế quét ngang bát hoang đánh ra, hồng mông hắc long một kích không trúng, liền biết được tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương đánh bại. Chân chính đấu pháp đứng lên, toàn bộ thiên đình sợ là đều bị bọn họ đánh nát. Đến lúc đó, hắn phải đối mặt là toàn bộ thiên đình vũ trụ thần linh vây công, đây cũng không phải là kết quả hắn muốn thấy. Hồng mông hắc long lui về phía sau. Nhất thời, hồng mông hỗn độn chi cảnh biến mất không thấy nữa. Hai người một lần nữa xuất hiện ở trong thần mộc viên. Lực lượng của Trương Nhược Trần thu phóng tự nhiên, cầm huyền hoàng kích trong tay đứng dưới cây nhân sâm, lôi điện thiên phạt vừa phóng thích toàn bộ chảy về áo giáp. Mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm hồng mông hắc long, hồng mông hắc long tựa như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Cười nói, ha ha, hạo thiên thiên tôn quả thật lợi hại, thủy tổ vừa mới phá cảnh đã có phần chiến lược này, tại hạ bội phục đồng dạng là thủy tổ, cũng có chiến lực tranh lệch, tu sĩ mới vào thủy tổ chi cảnh, cùng hồng mông hắc long loại này từng sừng sững đỉnh phong trường sinh bất tử giả. Tuyệt đối có phân cao thấp, tu sĩ mới vào thủy tổ chi cảnh, cùng với đệ nhị nho tổ tu luyện gần ngàn vạn năm ở cấp độ thủy tổ. Làm sao có thể có thực lực giống nhau, nhưng tu sĩ mới vào thủy tổ chi cảnh cũng là thủy tổ. Có rất nhiều thủ đoạn phản chế, muốn gây khó dễ cho bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt để trả giá thật lớn tu vi đạt tới thủy tổ cấp độ đã không thể coi là một sinh linh đơn độc càng giống là một tòa khổng lồ bất hủ quốc gia một đạo ý niệm chính là một người lính một giọt máu chính là một sinh mệnh sẽ không dễ dàng bị giết chết hoàn toàn giữa các nước có tranh lệch thực lực nhưng cường quốc muốn tiêu diệt quốc gia thực lực hơi yếu cái giá phải trả rất có thể là cường quốc không thể thừa nhận thậm chí có thể chính mình cũng sẽ quốc bại người vong quốc và quốc sẽ không dễ dàng khơi dậy cuộc chiến diệt quốc thủy tổ cũng là như thế cho nên thủy tổ trong lúc đó đấu pháp chưa bao giờ là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ sinh tử quyết đấu mà là một hồi so đấu sức chịu đựng tiêu hao chiến minh tổ chính là ở trong một hồi lại một hồi tiêu hao chiến hào tổn chết chính mình trương nhược trần không phủ nhận thân phận hạo thiên bị người ta hiểu lầm này ánh mắt lạnh như đao nói nếu ta không có phần chiến lược này vừa rồi chẳng phải đã bị ngươi làm tổn thương rồi sao dừng một chút lại nói mục đích của ngươi chỉ sợ không chỉ là muốn đả thương bồn tọa đơn giản như vậy đi tuyệt đối không có ý này chỉ là muốn thử ra thân phận thật sự của ngươi mà thôi chỉ có như vậy chúng ta mới có thể an tâm hồng mông hắc long biết được đối phương tức giận nồng đậm vì thế cáo từ nói hy vọng hạo thiên thiên tôn có thể tuân thủ hứa hẹn nếu thần giới trường sinh bất tử giả ra tay vạn lần không thể thấy chết mà không cứu đi ra khỏi vạn thú thần sơn hồng mông hắc long hội hợp với hắc ám tôn chủ hắc ám tôn chủ một thân đạo báo cùng ngũ hành quan ba vị đệ tử trò chuyện thật vui thấy hồng mông hắc long đến mới thở dài rời đi hỏi hắn tin không hắn rất khôn khéo cũng không tin ngươi đã đi tới vĩnh hằng thiên quốc đối với chúng ta phòng bị rất sâu hắc ám tôn chủ nói thực lực thế nào, tuyệt đối là thủy tổ chân chính, ta và ngươi liên thủ, có khả năng lặng lẽ trần áp hắn hay không? Hồng Mông Hắc Long suy nghĩ một chút, nói, trừ phi thiên thời địa lợi chiếm hết, bày ra âm mưu cạm bẫy hắn không cách nào hiểu rõ. Đây là thiên đình, đầu tiên địa lợi chúng ta sẽ không chiếm. Ồ, Hắc Ám Tôn chủ kinh ngạc, nói, thật sự là hiên viên thái hảo. Hồng Mông Hắc Long gật đầu, nói, sau khi Trương Nhược Trần chết, hiền viên thái hạo chính là đệ nhất nhân kiệt đương thời hắn có thể phá thủy tổ cành ta không ngoài ý muốn về phần diêm vô thần cùng trì giao bọn họ muốn có thành tựu phải xem lực lượng sau lưng hai người bọn họ cường độ ủng hộ đối với bọn họ tương đối mà nói ta càng coi trọng thiên mỗ cùng phong đô đại đế tu vi đã đỉnh tuyệt là cường giả trong thiên địa bọn họ làm sao có thể nhìn không ra tiềm lực của diêm vô thần và trì giao có căn cơ thủy tổ cũng có dấu vết bố cục trí cường cùng thời đại có thể theo sát bước chân của trương nhược trần chỉ có hai người bọn họ nếu như là hiên viên thái hảo muốn lợi dụng hắn sung phong công phạt vĩnh hằng thiên quốc đích xác có khó khăn hắc ám tôn chủ cười cười tự nhận nhìn thấu tất cả nói hiên viên thái hảo phá cảnh thủy tổ lại lấy sinh tử lão nhân tàn hồn thân phận trở về hiển nhiên hắn rõ ràng có sơ hở trên người mình thiên đình vạn giới vừa là gánh nặng trên vai hắn cũng là sơ hở của hắn hồng mông hắc long nói hắc ám tôn chủ gật đầu nói hắn nếu là hiên viên thái hảo liền chỉ có thể cùng tồn vong với thiên đình thiên đình vũ trụ bất kỳ một giới nào gặp phải công kích hắn đều phải đi tới cứu viện nhưng hắn nếu là sinh tử lão nhân thế gian là không có tu sĩ cho rằng sinh tử lão nhân sẽ cùng tồn vong với thiên đình hồng mông hắc long nói vĩnh hằng chân tề bị đạo nghĩa trói buộc hiền viên thái hạo không phải như thế sao hắn muốn thoát khỏi trói buộc chỉ có thể là một giấc mộng công dã tràng trừ phi hắn chân chính đoạn xá ly hắc ám tôn chủ cười nói hắn có nhược điểm hơn nữa chỉ có chúng ta biết được đây là một chuyện tốt hắn nói chúng ta thảo phạt vĩnh hằng thiên quốc thời điểm thần giới vị kia trường sinh bất tử giả nếu xuất thủ hắn sẽ kiềm chế một hai ta cảm thấy có thể tin trương nhược trần cùng hồng mông hắc long ngắn ngủi giao phong trình độ quá cao, cũng không kinh động ngũ hành quan thần linh. Trấn Nguyên trở về thần mộc viên, phát hiện hồng mông tổ khí lưu lại trong mảnh thiên địa nhỏ này, trong lòng thật là khiếp sợ. Lại cảm thấy sợ hãi, thủy tổ quyết đấu, hơi không cẩn thận toàn bộ ngũ hành quan đều không còn sót lại chút gì. Không cần lo lắng, thiên đình tu hành vị diện như vậy, hồng mông hắc long cùng hắc ám tôn chủ còn luyến tiếc hủy diệt. Bọn họ sẽ không sằng bậy, Trương nhược trần ngồi ở trong nhà tranh bình tĩnh tự nhiên, hỏi, thiên đình đang xây dựng thiên địa tế đài có bao nhiêu tòa? Trấn Nguyên đứng ngoài cửa, nói, theo ý vĩnh hằng chân tể, thiên đình cần xây một tòa tế đàn chính, ở địa chỉ cũ của thiên nhân thư viện, mỗi một tòa đại lục khác xây một ngàn tòa tế đàn. Cộng lại chính là bốn ngàn tòa, vĩnh hằng chân tể thật đúng là coi trọng thiên đình, trương nhược trần lấy ra luyện thần tháp, từ trong tháp, đem hiên viên đệ nhị. Hắc bạch đạo nhân tiếp dẫn đi ra phân phó nói, bốn ngàn lẻ một tòa tế đàn đúc thành công, thiên đình các đời tiên hiền lưu lại trận pháp, đem hoàn toàn mất đi ý nghĩa, từ bên trong sẽ bị người công phá, hai người các ngươi phải đi hủy diệt một ít, ta sẽ giúp các ngươi che giấu thiên cơ, nhớ cẩn thận làm việc, bên trong thiên đình không chừng tiềm tàng cường giả thần giới. Hiên viên đệ nhị không sợ hãi, nói, thiên đình bên ngoài tinh không bên trong. Mỗi một tòa đại thế giới đều đang đúc xây thiên địa tế đàn chúng ta có muốn hay không cùng nhau phá hủy tạm thời không cần trương nhược trần nói hắc bạch đạo nhân so với hiên viên đệ nhị càng thêm hưng phấn chuẩn bị oanh oanh liệt liệt làm một hồi chưa từng nghĩ tới có một ngày mình có thể hoành hành vô kỵ ở thiên đình hắn rất chờ mong thiên đình chư thần vẻ mặt khiếp sợ dù sao có thủy tổ làm chỗ dựa chỉ cần cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì nhớ kỹ nơi này là thiên đình thúc giục thiên địa tế đàn đồng thời không thể mở rộng chiến đấu ba động, tạo thành vô tội thương vong. Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, bổn tọa tự co ban thường, hiên viên đệ nhị và hắc bạch đạo nhân lĩnh mệnh rời đi. Xuống vạn thú thần sơn, ngũ hành thổ, truyền thuyết là lúc thiên địa mới sinh ra, ngừng tụ thành loại thổ nhưỡng đầu tiên, được xưng là vạn vật chi mẫu, là một trong những trí bảo chấn quan của ngũ hành quan. Cùng già diệp Phật tổ luyện chế hư vô chi đình sử dụng khởi nguyên chi nê đều là có thể liều mạng hồi bẩm thiên tôn quan chủ cảnh giới đã nửa bước bước vào thiên tôn cấp đáng tiếc ngũ hành quan bảo tồn xuống ngũ hành thổ quá ít quan chủ thủy trung khó có thể chân chính bước vào thiên tôn cấp cảnh giới trấn nguyên nói trương nhược trần nói ngũ hành thổ ít nê khởi nguyên khó tìm nhưng vẫn có một ít vật thay thế tỉ như bạch thương huyết thổ thạch thần tinh của thạch tộc nê thải ngũ sắc của phong tộc trấn nguyên nói bạch thương tinh tổ địa của bất tử huyết tộc đã sớm bị sinh linh không biết cắn nuốt về phần thạch thần tinh của thạch tộc tổng cộng cũng chỉ còn lại vài viên mỗi một viên đều là nơi sinh tồn sinh sôi nảy nở của thạch tộc động vào chúng thạch kỳ nương nương và thạch thiên tất nhiên sẽ liều mạng với quan chủ bạch thương tinh trương nhược trần đọc ra ba chữ này trong mắt hiện lên một đạo hàn quang lúc trước giao thủ với hồng mông hắc long hắn cảm ứng được khí tức của bạch thương tinh không hề nghi ngờ nuốt trưởng bạch thương tinh không biết sinh linh chính là hồng mông hắc long trên bạch thương tinh không chỉ có là có đại lượng bạch thương huyết thổ còn có bất tử huyết tộc các đời thần linh thi hài trấn nguyên tò mò hỏi thiên tôn sao lại đột nhiên nhắc tới việc này trương nhược trần ám chỉ nói ta vừa rồi thôi diễn thiên cơ phát hiện thiên đình tòa chủ tế đàn nền tảng chính là một viên thạch thần tinh người có thể đem tin tức này báo cho tỉnh đạo nhân xem hắn có dám đi hay không Thời gian kế tiếp, Trương Nhược Trần không hề để ý tới ngoại giới thị phi. Một bên tìm hiểu tổ long đảo, một bên lấy địa đỉnh luyện hóa long lân bán tổ thần hồn. Thời gian nửa năm, thoáng qua, Vĩnh Hằng Thiên Quốc chưa truyền đến tin tức, toàn bộ vũ trụ cũng đã gà bay chó sủa. Trận bão táp này trước hết là từ thiên đình nhấc lên. Hiên viên đệ nhị cùng hắc bạch đạo nhân tiềm hành tại thiên đình các thiên vực. Ngắn ngủn một tháng, phá hủy hơn 10 tòa thiên địa tế đàn. Mỗi lần phá hủy một tòa, Tất Lưu lại thần văn, tiên cáo mình đối với việc này phụ trách, như thế phách lối ngông cuồng, cường ngạnh bá đạo, không chỉ có oanh động thiên đình, càng là nhanh chóng truyền khắp toàn vũ trụ, kế tiếp, tình thế sẽ không bị khống chế. Thiên đình vũ trụ nhiều cái đại thế giới thiên địa tế đàn, trước sau bị phá hủy, đều có hiên viên đệ nhị hoặc là hắc bạch đạo nhân lưu tử. Tiên bố là mình gây nên, sau đó sự kiện tương tự cũng xảy ra ở địa ngục giới và kiếm giới. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Đệ Nhị cùng Hắc Bạch đạo nhân thân hình khắp nơi. Chuyên môn cùng thần giới đối nghịch, ngắn ngủn nửa năm, không chỉ có phá hủy mấy ngàn tòa thiên địa tế đàn, còn tập kích nhiều vị tận thế tế sư, danh tiếng có thể nói nhất thời vô lượng. Hết chương 4097 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.